Thuận Nguyễn, người tình màn ảnh của năm em, Á Vương có tuổi thơ khổ cực, chinh phục ước mơ diễn xuất. Thuận Nguyễn là ai? Thuận Nguyễn sở hữu ngoại hình chuẩn người mẫu, anh được đào tạo bài bản qua trường lớp và hiện là một gương mặt quen thuộc tại sân khấu kịch thế giới trẻ. Đồng thời, Thuận Nguyễn còn tham gia đóng nhiều bộ phim vở kịch nổi tiếng như Anh muốn quên em không là người tình màn ảnh của năm em trong bộ phim này, Ma nữ si tình, mẹ chồng rắc rối. Thuận Nguyễn sinh ra tại Long An. Tên thật là Nguyễn Văn Thuận, sinh năm 1992. Trong một gia đình có hai chị em, tuổi thơ của anh không coi là thiếu thốn nhưng cũng không được sung sướng như bạn bè cùng trang lứa. Mẹ Thuận Nguyễn hàng ngày phải dậy từ 3 giờ sáng đi đẩy hàng ra bán cà phê. Ba anh thì làm công việc nặng nhọc để kiếm thêm tiền trang trải kinh phí sinh hoạt gia đình. Nhưng cũng do hoạt động nặng lâu ngày nên bà của nam diễn viên không còn sức khỏe, phải ngưng làm việc về phụ giúp mẹ bán hàng. Người siêng năng nhất trong nhà chính là bà nội của Thuận. Anh kể bà thường đi gom cơm thừa ở các khu vực xung quanh về phơi khô bán. Thuận Nguyễn thấy bà nội tất bật suốt cả ngày, dù có khó khăn là thế, nhưng chị em Thuận Nguyễn vẫn luôn dành sự yêu thương, kính trọng và niềm tự hào mỗi khi nhắc đến các bậc trưởng bối trong nhà vì họ đã dành hết sức khỏe, thời gian của mình để chăm lo cho con cái. Thuận Nguyễn nuôi ước mơ trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Từ bé, anh chăm chỉ học hành. Thuận đỗ trường cao đẳng sân khấu điện ảnh, nhờ ngoại hình nổi bật trong những năm còn là sinh viên, anh nhận nhiều lời mời diễn xuất, nhưng Thuận quyết định từ chối và tập trung cho công việc học tập bởi khi còn học lớp 10, vì quá khó khăn mà nam diễn viên đã phải nghỉ học đi làm phụ hồ, đào sắt, làm tóc để có tiền trang trải cho gia đình và bản thân. Khoảng thời gian này, Thuận Nguyễn đi học trễ một năm và khiến nam diễn viên quyết tâm tập trung học tập để có hành trang vững chãi cho sự nghiệp tương lai. Thuận Nguyễn đôi khi chỉ tham gia các hội diễn văn nghệ của trường và vài cuộc thi về diễn xuất. Năm 2011, anh giành được giải thưởng cao nhất tại cuộc thi tìm kiếm tài năng diễn xuất của Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, quán quân ngôi sao Ngày Mai năm 2011. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, Thuận Nguyễn bắt đầu diễn xuất và tham gia sân khấu kịch thế giới trẻ, trở thành một diễn viên kịch. Thuận Nguyễn đã học hỏi và cống hiến nhiều công sức của mình để cho nhiều vở kịch hấp dẫn như Chuyện tình Bangkok, Ma nữ si tình, Mẹ chồng gắt gói, Bí mật nhà xác. Có thể nói, thế giới trẻ là cái nôi nuôi dưỡng cho ước mơ của Thuận Nguyễn. Tại đây anh có thể hiện tài năng của mình và có được những người bạn thân trong nghề như anh Tú, Diệu Nhi. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Nhà Quê. Chúng tôi luôn mong muốn đem đến cho quý vị những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin Giải Trí.